Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Chào mừng các khán giả của Gia Bảo Luxury đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chiếc đồng hồ có tên là Audemars Piguet Royal Oak Grey 15450ST mặt số xám. Không phân tách rõ ràng đồng hồ nữ hay đồng hồ nam như nhiều thương hiệu, thì thương hiệu Audemars Piguet dường như lại có chiến thuật riêng cho những đứa con tinh thần của mình. Ví dụ như là với dòng đồng hồ Royal Oak vàng danh nhất của hãng, kích thước 41mm hay 34mm cũng không hề được dán nhãn men hay là ladies trên trang giới thiệu sản phẩm của mình. Theo bước đi này của Audemars Piguet thì chúng ta có thể tạm hiểu rằng Royal Oak là chiếc đồng hồ mang vẻ đẹp khiến cả nam giới và nữ giới đều đắm say. Điều này thì có lẽ ngay cả nhà thiết kế hay là thương hiệu cũng không ngờ tới khi tung ra chiếc Royal Oak đầu tiên vào năm 1972. Vẻ đẹp trung tính của các thiết kế Royal Oak khiến dù thuộc dòng có kích thước 39mm thì nữ giới vẫn có thể đeo đẹp, hay dù là kích thước 34mm tới 37mm thì nam giới vẫn rất ưng mắt mà lựa mua. Như vậy, chúng ta tạm gọi Royal Oak là chiếc đồng hồ mang phong cách unisex, một chiếc đồng hồ unisex nổi danh nhất làng chế tác. Nổi bật nhất trong số những chiếc đồng hồ Royal Oak phù hợp với cả nam giới và nữ giới chính là cỗ máy Audemars Piguet Royal Oak Grey 15450 trong kích thước 37mm. Đây là chiếc đồng hồ vẫn trong dây chuyền sản xuất hàng năm của thương hiệu Audemars Piguet. Trong danh mục đồng hồ của hãng thì phiên bản đồng hồ có mặt số họa tiết màu xám này nằm giữa hai phiên bản mặt số trắng và xanh. Không nổi bật như chiếc họa tiết xanh hay tạo cảm giác thanh lịch, cổ điển như chiếc Royal Oak 15450ST có mặt số trắng. Cỗ máy tại Gia Bảo Luxury của chúng ta lại lạ ở chỗ là nó đem lại cảm giác công nghiệp nhiều hơn. Sự kết hợp giữa thép không gỉ và mặt số màu ghi xám không còn mới lạ trong ngành chế tác hiện nay. Rolex hay là Hublot đều đã ứng dụng lên các dòng đồng hồ của từng hãng và Audemars Piguet thì cũng không nằm ngoài xu hướng. Thực tế là dù mang mặt số màu gì thì đồng hồ Royal Oak thép cũng nằm trong top đồng hồ được săn đón kinh người tại thị trường. Như với chiếc Royal Oak này thì được tung ra với giá retail là 20.700 USD. Thì hiện tại ở thị trường phần lớn các điều quốc tế đều được giao bán với giá bán cỡ khoảng 27.000 USD trở lên, hoặc không thiếu nhà bán để price on request. Mẫu đồng hồ Audemars Piguet 15450 như bất cứ người anh em khác trong đại gia đình Royal Oak đều ghi điểm ngay trước mắt người đối diện, và cả tôi nữa, với bộ vỏ khung kiểu dáng lạ mắt cùng với dây đeo thiết kế riêng, tất cả đã được hoàn thiện xuất sắc. Nhớ lại thuở mới xuất hiện thì những chiếc Audemars Piguet Royal Oak còn không chiếm được cảm tình của công chúng, nhưng mà chẳng ai có thể phủ nhận về kỹ thuật hoàn thiện của chiếc đồng hồ này. Royal Oak 1972 xuất hiện khi được trang bị bộ vỏ thép không gỉ, chất liệu không thường xuất hiện trên một chiếc đồng hồ cao cấp, điều làm nó bị truyền thông hay một lượng lớn người yêu đồng hồ ngó lơ ngày đầu ra mắt. Nhưng rồi thì những chiếc đồng hồ có vành benzo bát giác với những chiếc đinh ốc xếp đều vẫn tự mình ghi danh và bứt phá trên thị trường. Qua gần 50 năm xuất hiện, dù nhà sản xuất có thêm nhiều tính năng phức tạp như là chronograph, lịch vạn niên, tourbillon, điểm chuông trong dòng Royal Oak, những chiếc đồng hồ 3 kim một lịch vẫn có một sức hút riêng, nhắc nhớ về cỗ máy nguyên bản của hãng, một vẻ đẹp rất cổ điển. Và Audemars Piguet Royal Oak Grey 15450 là một chiếc đồng hồ như vậy. Mặt số đồng hồ vẫn được chế tác thủ công, đại diện là hệ vân Grand de Tapisserie đều đặn, tinh xảo, những cọc chỉ giờ bằng vàng trắng đính nổi, vốn được đánh bóng các cạnh để thêm nổi bật. Chắc chắn rồi, cảm nhận cá nhân của tôi là sự kết hợp giữa bộ vỏ thép không gỉ và mặt số màu ruthenium như thiết kế hiện tại sẽ không khiến cho bạn trở thành người đàn ông nổi bật nhất hội trường, nhưng nếu có thứ hạng về sự tinh tế thì bạn nên là người được xướng tên ở vị trí đầu tiên. Mặt số và bộ vỏ trên chiếc đồng hồ này thì không thiết kế để khác biệt mà nó được thiết kế để tôn lên sự khác biệt. Trong từng shot hình của chúng tôi, điểm nổi bật nhất chính là sự phản sáng của các vị trí vốn phân bổ rải rác trên chiếc đồng hồ. Ở mặt số, đó là sự phản sáng từ logo AP, bộ kim, cọc chỉ giờ. Nguyên do là những phần diện tích nhỏ bé này đã được nhà sản xuất đánh bóng rất kỹ. Còn ở bộ vỏ, những phần diện tích này lại lan tỏa nhiều hơn. Phần diện tích sáng bóng khác biệt nằm ở phần vát chéo của vành benzo, viền chạy ngoài, hết các mối nối của dây đeo tích hợp. Lối hoàn thiện tinh tế đan xen giữa bề mặt trải xước và đánh bóng thực sự đã nâng tầm sang trọng của chất liệu hết đỗi bình thường là thép không gỉ. Và thực tế, từ những mẫu đồng hồ Royal Oak đầu tiên cho tới hiện tại thì thương hiệu chưa bao giờ làm fan hâm mộ phải thất vọng về kiểu dáng bộ vỏ
lẫn cách hoàn thiện vỏ đồng hồ của hãng cả. Kết quả hiển nhiên mà ai trong chúng ta cũng thấy là nhìn vào phân khúc đồng hồ thể thao xa xỉ, có mấy cái tên có thể xứng làm đối thủ trực diện của Rolex đây ạ. Không chỉ đạt điểm thẩm mỹ, nhiệm vụ quan trọng nhất của dây đeo là sự trải nghiệm đồng hồ trên tay, và Rolex đáp ứng đủ điều đó. Dây đeo đồng hồ kim loại linh hoạt và cố định đồng hồ bởi khóa gập có nút bấm rất dễ thao tác. Theo xu hướng thì những chiếc Rolex 41mm sẽ được ưa chuộng hơn, nhưng thực tế với nam giới Việt Nam thì những người sở hữu cổ tay không quá lớn thì chiếc AP này thực sự là cũng rất phù hợp. Không làm bạn thất vọng, mặt đồng hồ đã đẹp, phía đằng sau của chiếc đồng hồ này đã được thiết kế có đi kèm kính sapphire nên roto vàng 22K chuyển động qua lại liên tục cũng dễ dàng quan sát. Không hề đơn giản, roto cỡ lớn được trang trí chi tiết, vừa đánh bóng vừa khắc, vừa tạo bề mặt sân cát. Dù che khuất phần lớn chi tiết máy bên dưới, nhưng ở nhiều góc, fan hâm mộ vẫn nhìn được các bánh răng vàng, chân kính hồng cùng những cầu nối vát bóng cạnh chỉnh tề. Bộ máy tự động bên trong chiếc đồng hồ này hiện tại là AP Calibre 3120, có thể chữ cót trong khoảng 60 giờ đồng hồ. Tóm lại thì về mặt thiết kế hay kỹ thuật chế tác thì chiếc đồng hồ này luôn nằm trong top những chiếc đồng hồ đáng chơi. Với nam giới đây sẽ là chiếc đồng hồ phù hợp với các anh mà không thể tiến tới dòng 41mm to hơn của hãng. Còn với nữ giới thì một chiếc Audemars Piguet Rolex Grey này sở hữu bộ vỏ góc cạnh, hầm hố sẽ tăng thêm nét đẹp cá tính và nổi trội của các chị em. Còn các khán giả của Gia Bảo Luxury thấy sao về mẫu đồng hồ này? Hãy để lại comment của mình ở phía bên dưới để cùng trao đổi với chúng tôi nhé. Đừng quên theo dõi những video lần sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.